Xin mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Vườn Mai nhà em ngày hôm nay Trở lại với kênh thì hôm nay Vườn Mai của em lại tiếp tục giao lưu Cái hàng gốc nhất làm già mùa và hàng giảo siêu bông mình lợi nha Thì đầu clip hôm nay là em giao lưu cái hàng rõ hương Em làm được hai mùa rưỡi cho tới 3 mùa Cây là có nút nụ hết đều như trên clip ha quý cô chú anh chị Làm hai mùa rưỡi tới 3 mùa gốc trung bình là tầm cỡ đó. ngón rõ cho tới ngón cái của em tùy cây Và cây liền cốt 100% Chi tàn to đều ha Một cây trung bình như thế này thì mình có thể lấy được tầm khoảng 50 bo đổ lên nha Cây có nút nụ kính cho mình chơi Tết nè Đó, hàng thì đang nằm chậu C8 nha quý cô chú anh chị Chiều cam em lấy trung bình là 45 cho tới hơn 50 Tán ngang là từ 35 cho tới hơn 40 Hàng cúc thọ hương nha Hoa thì từ 24 cho tới 36 cánh Mùi cực kỳ thơm luôn quý cô chú anh chị Và tỷ lệ nở chùm rất là cao ha hàng cúc thọ hương thì giá em giao lưu sẽ là 80.000 một cây 3 cây là em gửi hàng cho mình 5 cây em bao ship và mua 10 em sẽ tặng một mình mua nhiều thì em sẽ có ưu đãi thêm nha Đó. thì số điện thoại của em là 0973658812 quý cô chú anh chị mình có nhu cầu mua hàng hoặc là à, muốn xem mặt hoa thì có thể liên hệ số điện thoại đó và đó cũng là số zalo của em luôn ba cây là em đi đơn cho mình ha giá 80.000 một cây 5 cây bao ship mua 10 tặng 1 mua nhiều có ưu đãi nha Quý cô chú anh chị nào mình thích cái dòng thọ hương thì có thể liên hệ với em nha cả nhà Số lượng em có nhiều ha, tầm khoảng 1.000 cây Quý cô chú anh chị nào mình có nhu cầu nhập sĩ hoặc là mua sĩ thì có thể liên hệ với em nha Dạ tiếp theo thì em cũng có một cái hàng à, dảo siêu bông bình lợi ha Siêu bông bình lợi nha quý cô chú anh chị Thì hàng này là em ghép gốc nhớt ha Ghép gốc nhớt nha cả nhà Cũng mới ghép đây ha ha. góc thì tầm cỡ ngón út và cây là có xử lý đế rễ hết cho mình nè đây là cây siêu bông bình lợi nhỏ bên em ha thì là cao tầm khoảng 2 tấc nha quý cô chú anh chị cao tầm khoảng 2 tấc và bo là nó như thế này ha thì siêu bông bình lợi thì mặt hoa em đã có tại vườn rồi ha mặt hoa của vườn luôn nha cả nhà đó thì em sẽ để trên màn hình cho cả nhà mình xem thì theo em cảm thấy là siêu bông bình lợi mặt hoa này là hoa gió nha là mặt hoa của nó là khi mà nó bung hoa gió cánh nó chưa nở hẳn là nó đã to bằng bốn ngón tay của em rồi như trên hình ha và số cánh nhiều hơn cây nó sẽ đi mạnh hơn là cái uh, dòng dảo khác nha quý cô chú anh chị Đó, nó mạnh hơn một số dòng dảo khác ha nó và hoa rất là to thì uh, khi mà nó hẳn cánh rồi có thể là nó to hơn bốn ngón tay rất là nhiều ha siêu bông Bình lợi nha và hoa cũng nhiều cánh hơn siêu bông sài gòn thì ở đây em có cây nhỏ ha cao tầm khoảng 2 tấc nha quý cô chú anh chị thì ở đây thì em giao lưu với giá là 80.000 một cây nha là ba cây mới đi hàng cho mình được nhau quý cô chú anh chị 80 nghìn một cây là hàng là em lựa cây có đế em ghép cho mình và em dựng đọt nha là để mình lấy bo xong rồi mình chơi được luôn ha chơi cái dạng uh, hàng mini được á chứ không phải là mình chỉ lấy bo rồi mình giục cái cây này ha đó, em làm cho mình chơi được luôn mình lấy bo xong mình tận dụng lại nó ra bo mình chơi tiếp 80 nghìn một cây nha là ba cây em sẽ gửi hàng cho mình năm 5 cây là em bao ship ha hàng giảo siêu bông mình lợi nha mặt hoa của vườn em ha mai vàng nguyễn hiên luôn thì em giao lưu cái hàng hữu đức nha hữu đức này em làm được ba mùa ha có cây hơn ba mùa nha quý cô chú anh chị em làm già mùa liền cốt ha rút cốt cây mập rất là khỏe luôn xử lý đế rễ cho mình là đế bí nè rồi lò xo nè đeo quái nè rất là đa dạng luôn dòng dạo hữu đức nha hữu đức thì hoa nó sẽ từ 6 cho tới 12 cánh ha quý cô chú anh chị. Là dòng giảo truyền thống của mình, phù hợp cho khí hậu miền Nam lẫn miền Bắc luôn ha. Cây là em có xử lý đế để hết cho nên là quý cô chú anh chị mình yên tâm nha. Đế để quái ha, rễ bí ha, rất là đẹp luôn cả nhà. Chiều cao thì em lấy trung bình tầm khoảng 35 40 hơn ha và tán ngang thì em lấy trung bình tầm khoảng uh, 20 30 nha quý cô chú anh chị. Đó, gốc thì uh, tầm cỡ ngón cái của em. Giá em giao lưu sẽ là 85 000 một cây. À, 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship, mua mùi em sẽ tặng một cho cả nhà mình nha. Tiếp theo là em giao lưu tới cái hàng chậu 2 và hai tất 2 nha quý cô chú anh chị. Thì à, hàng em cũng làm già mùa liền cốt hết luôn ha. Đầu tiên là em giao lưu cái hàng à, cúc hành long nha. Cúc hành long này thì em làm được à, hai mùa rưỡi cho tới 3 mùa. Góc khi trung bình tầm cỡ ngón cá của em này không quý cô chú anh chị. À, trời hơi nắng nên cả nhà mình thông cảm giùm em nha. Cây thì cũng có củ đế nở luôn ha cây có cụ đế nở và cây có nút nụ kim hết à, chào quý cô chú anh chị mình chơi tết nha thì uh, cúc hanh long hay mình còn gọi là hương chùm nha cả nhà cây thì uh, chiều cao em lấy trung bình khoảng từ uh, 45 cho tới hơn 50 nha hoặc à, có nút nụ kim cho mình chơi tết hết cả nhà mình cứ yên tâm nụ kim cũng rất là nhiều ha nó chiều cao em lấy từ 45 cho tới hơn 50 Tán ngang là khoảng tầm uh, 35 cho tới hơn 40 luôn nha cả nhà Hàng nằm chậu 2 và 2 tất 2 ha Dám giao lưu sẽ là 150 000 một cây uh, Một cây em gửi hàng, một cặp em bao ship và mua 10 em sẽ tặng một nha cả nhà Mặt hoa của cây thì em uh, sẽ uh, cho cả nhà mình xem nha Đây là mặt hoa của cái hàng uh, cúc thanh long nha quý cô chú anh chị đây là mặt hoa của hàng cúc thanh long ha màu nó rất là đẹp luôn ha và à, số cánh thì rất là nhiều như thế này kế tiếp nữa là em giao lưu tới cái hàng cúc 24 nha quý cô chú anh chị cúc 24 ha thì hàng cúc 24 em cũng làm già mùa liền cốt góc trung bình tầm cỡ ngón trỏ cho tới ngón cái và cây có củ đế luôn nha cả nhà nó cây có củ đế hết ha nút nụ kim thì có hết nha quý cô chú anh chị mình yên tâm ha cây thì có nhiều nút nụ kim cho mình chơi tết như thế này nè cả nhà nó dòng cúc 24 nha quý cô chú anh chị chi tàn thì cũng ok Chiều cao là 45 cho tới hơn 50 Và tán ngang cũng từ 30 35 cho tới hơn 40 ha Cũng nằm chậu 2 tới 2 tất 2 Giám giao lưu sẽ là 150.000 một cây luôn nha cả nhà 150.000 một cây à, Một cây em gửi hàng ha Một cặp em bao ship Mua 10 em sẽ tặng một cho cả nhà mình luôn nha Cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi clip hôm nay của vườn em. À, quý cô chú anh chị mình có hương tình thì ủng hộ với vườn của em nha. Em xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều. Số điện thoại của vườn em là 0973658812 và đó cũng là Zalo luôn nha cả nhà. Em xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.